đong cho đầy cảm xúc, nhận cho đủ sắc màu, đo cho hết thanh âm, kể cho vừa câu chuyện. Đó là một hành trình rất dài mà nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt đã tìm ra lối đi riêng. Storytelling, kể chuyện bằng hình ảnh, để đưa cuộc sống muôn màu của con người và đất nước Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn, nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt. Xin chào Thanh Long, xin chào chương trình trò chuyện cuối tuần của Đài Truyền hình Nghệ An. Và đầu tiên là Thanh Long muốn được hỏi là cơ duyên nào đã đưa một kiến trúc sư đến với nghệ thuật nhiếp ảnh? Từ những năm 2007, ấy, cách đây khoảng 15-16 năm thì Việt đã cầm được cái máy ảnh đầu tiên, máy kỹ thuật số đầu tiên. Thì hồi đấy là trong một cái đám cưới của người bạn thôi, mình cũng cầm một máy ảnh để mà chụp lại những cái kỷ niệm của bạn bè lúc đó. Thì mình rất là kinh ngạc khi những bức ảnh mà nó cho ra, nó được chụp lại ấy, nó rất là đẹp. Và từ đấy mình mới thôi thúc mình để sở hữu một cái máy ảnh. Hồi đấy là những cái tháng ngày đầu tiên mình lập nghiệp. Thì đến khoảng 7-8 năm sau thì lúc mà mọi cái công việc mình đã ổn định hơn thì mình bắt đầu tập trung hơn cho cái nghệ thuật chiếc ảnh. Vâng, vậy thì anh đã mất bao nhiêu năm để định hình được cái phong cách cá nhân của mình, đó là storytelling, kể chuyện bằng nhiếp ảnh? Năm 2007 mình bắt đầu đến nhiếp ảnh và mình trải nghiệm được hầu hết tất cả những cái thể loại của nhiếp ảnh. Ảnh chân dung, ảnh đường phố, ảnh phong cảnh, ảnh cuộc sống, tất cả mọi thứ, thậm chí cả ảnh khỏa thân nghệ thuật mình cũng chụp rồi. Nhưng mà đến 2015 lúc mà mình gặp được cái cộng đồng nhiếp ảnh của National Geographic ấy, thì đấy là một cái cộng đồng ảnh mà họ có cái slogan là Let's Tell Story Together, tức là hãy kể chuyện cùng nhau. Tức là cái cộng đồng đấy nó không chỉ là những bức ảnh, mà mỗi cái bức ảnh đấy nó đều mong muốn những cái tác giả của khắp nơi trên thế giới chia sẻ những câu chuyện. Và những câu chuyện đấy nó tạo nên là cảm hứng và tạo nên những cái sự kinh ngạc của cộng đồng nhiếp ảnh. Ở đấy thì đến năm 2015 là có đến hơn 1 triệu nhiếp ảnh gia khắp nơi trên thế giới cùng đóng góp nhiếp ảnh vào cái cộng đồng đấy. Và đến năm 2019 khi mà cái cộng đồng đấy nó bị nó chuyển cái hướng, bởi vì lúc đấy mạng xã hội Instagram nó phát triển mạnh quá thì cái cộng đồng nó đóng lại. Thì lúc cộng đồng đánh đóng lại là có hơn 1,2 triệu nhiếp ảnh gia khắp thế giới cùng với khoảng gần 10 triệu bức ảnh được chia sẻ. Khi mà cộng đồng đấy đóng lại thì trong hơn 1,2 triệu người đấy mình được chọn vào danh sách 40 người để họ mời cộng tác tiếp theo cho cái cộng đồng đấy. Thì đến hiện tại là mình 16 năm thực hành nhiếp ảnh rồi thì mất khoảng hơn 10 năm để định hình cái phong cách đấy. Vâng, một khoảng thời gian cũng khá là dài để chúng ta lựa chọn một cái phong cách mà chúng ta tin tưởng là trong tương lai sẽ còn phát triển hơn nữa, đúng không ạ? Và đặc biệt là tôi nghĩ rằng là với những gì mà anh chia sẻ, có những cái sự ghi nhận hay là những cái bức ảnh của anh đã được đăng trên những cái tạp chí uy tín thì đó sẽ là một cái động lực rất là lớn khẳng định cái sự lựa chọn, cái phong cách của mình, cái niềm đam mê và cái sự yêu thích của mình, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ với khán giả NTV về cái bức ảnh đầu tiên theo cái phong cách này là gì ạ? Bức ảnh đầu tiên đấy là bức ảnh hai bà cụ ngồi đan đỏ ở làng Thủ Sĩ của tỉnh Hưng Yên. Tức ngày 24 tháng 12 năm 2015. Cái bức ảnh đó được lựa chọn vào top 12 ảnh đẹp nhất trong ngày của cộng đồng đó. Thì đấy là cái cột mốc đầu tiên khẳng định cho mình là những cái bức ảnh và có cái câu chuyện đính kèm của nó. Theo anh thì cái thử thách lớn nhất của một nghệ sĩ nhiếp ảnh theo đuổi cái phong cách kể chuyện nhiếp ảnh này đó là gì ạ? Mình nghĩ là mình luôn phải tìm tòi những cái câu chuyện mà nó vừa gần gũi, nó vừa lại vừa nổi bật. Mình luôn đi xuyên Việt một vài lần một năm để mà tìm và nghiên cứu những cái câu chuyện thú vị ở mỗi vùng đất. Thì mình cái khó khăn nhất là mình để tìm được những câu chuyện đó và làm sao để những cái câu chuyện đó nó tiếp cận được với bạn bè thế giới. Là nhiếp ảnh gia Việt Nam duy nhất cộng tác với tạp chí Netwell từ năm 2019 và là nghệ sĩ đóng góp hơn 1.000 bức ảnh trong dự án của Google Kỳ quan Việt Nam. Điều làm cho anh luôn cảm thấy hạnh phúc là những câu chuyện kể bằng hình ảnh về Tổ quốc, anh chụp đều là những góc nhìn đa chiều về truyền thống, văn hóa, lịch sử, cảnh sắc và con người Việt Nam. Đối với một người Việt trẻ, với một nghệ sĩ trẻ như Trần Tuấn Việt,
thì là một cái niềm đáng tự hào. Trong cái sự hòa nhập với quốc tế, anh cũng đã có cái công rất lớn để đưa những cái hình ảnh của đất nước Việt, của con người Việt đi ra đến với công chúng của nước ngoài. Những bức ảnh đó là đã được cái công chúng ghi nhận và người ta rất tôn trọng. Trần Tuấn Việt có vẻ ngoài trầm lặng, bình dị nhưng toát ra một phong thái tự tin dễ gần. Những bức ảnh Việt thường phảng phất nét trầm buồn, dung dị nhưng hàm chứa nội dung nhân văn sâu sắc, lan tỏa vẻ đẹp và truyền cảm hứng tích cực đến người xem. Cái điều gì đã khiến anh sẵn sàng xách ba lô, vác máy ảnh lên đường để tìm kiếm những cái giá trị rất là đẹp qua những bức ảnh? Cái mà thôi thúc mình lên đường nhất đấy là cảm xúc. Cứ hứng lên là đi thôi. Có những ngày đang ngồi buổi tối chẳng hạn thì thấy ở Sapa đẹp chẳng hạn, cách đấy 300 cây cũng đi luôn. Cái mỗi người mà nghệ sĩ ấy thì để mà duy trì được cảm xúc là cái khó nhất. Vâng. Anh có cái cách nuôi dưỡng là cái tâm hồn của mình như thế nào không? Đôi khi chúng ta rong ruổi nhiều quá sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ cảm thấy là hơi mệt một tí đúng không anh? Mỗi lần mà như thế mình lại up nhiều ảnh hơn. Và mình lại đón nhận được rất là nhiều cái bình luận từ bạn bè khắp thế giới. Có những người gọi mình là đại sứ của Việt Nam chẳng hạn. Có những người gọi mình là những người truyền cảm hứng cho họ. Có những người bảo là từ những bức ảnh của mình họ được thôi thúc đến với đất nước của mình. Họ mong muốn được ghé chân và được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp đấy. Thì đấy là những cái động lực mà không có gì bằng cả. Vâng, đó chính là cái hạnh phúc lớn của một nhiếp ảnh gia. Vâng. Trong số rất là nhiều những cái bức ảnh mà anh Việt đã công bố và giới thiệu với bạn bè trong nước cũng như là bạn bè quốc tế thì không biết là cái bức ảnh nào mà anh tâm đắc nhất? Thật ra mình có 3 cái bức ảnh mình tâm đắc nhất mà, vâng, mà mình sắm cái tên hình ảnh ở trên tay của mình. Và bức ảnh đầu tiên đấy là bức ảnh Lam Hương. Bức ảnh Lam Hương đấy thì ra đời vào năm 2016. Và nó được nó gặt hái được rất là nhiều thành công. Ví dụ như là bức ảnh đấy là bức ảnh được đăng tải trong tạp chí National Geographic tháng 6 năm 2017. Được xuất bản trong sách ảnh của National Geographic năm 2018. Rồi được chọn vào bộ sưu tập những bức ảnh đẹp nhất trong 21 năm đầu thế kỷ 21 của National Geographic. Rồi nó cũng được giải thưởng ảnh du lịch của tạp chí Smithsonian của Mỹ. Nó còn rất là nhiều giải thưởng nữa, nhưng mà giải thưởng lớn nhất mà mình nghĩ là bức ảnh đấy đem lại cho mình đấy là nó tạo nên một cái xu hướng rất là lớn. Nó tạo được rất là nhiều cảm hứng cho nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước đến với cái Lam Hương đấy để mà chụp và chia sẻ lại cái câu chuyện và cái nét đẹp của cái vùng đất đấy. Vâng. Và từ cái bức ảnh đấy thì nó tạo một cái trào lưu rất là lớn trên mạng xã hội Instagram. Mọi người nước ngoài đến cái làng Hương để check in rất là nhiều. Và vô tình biến thành cái làng truyền thống đấy thành một cái điểm du lịch. Rất là hấp dẫn. Thanh Long nghĩ là đôi khi anh chụp xong anh cũng không nghĩ là cái giá trị của nó lại lớn như thế đúng không anh? Đúng rồi. Nó đã làm thay đổi cái cuộc sống của chính những người dân ở trong ngôi làng đó. Vậy thì hai cái bức ảnh tiếp theo đó là gì ạ? Có một bức ảnh nữa là bức ảnh Thiên Nga đoạt giải huy chương vàng trong cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 15 tại Việt Nam năm 2017. Thì đấy là một cái dấu mốc mà mình nghĩ là nó khẳng định được là mình có khả năng để chụp những bức ảnh nó mang tính nghệ thuật và nó có chỗ đứng nhất định. Đấy là bức ảnh chụp một lần và sử dụng cái kỹ thuật gọi là stroboscopic. Đấy là một cái kỹ thuật rất là khó, sử dụng đèn flash và nó là bức ảnh ra đời nó lái tạo giữa cái sự làm chủ về khoa học về nghệ thuật, về công nghệ chụp ảnh và về con mắt nghệ thuật. Và mình muốn ở đằng sau đấy là mình muốn tôn vinh những cái nét đẹp của một người vũ công ba lê. Cũng là một cơ duyên, và cái bức ảnh Thiên Nga đấy là sự kết hợp của hai người xứ Nghệ. Một người chụp cũng là người xứ Nghệ và diễn viên trong bức ảnh là nghệ sĩ ưu tú Mai Như Quỳnh, một người bạn của mình, cũng là một người sinh ra lớn lên ở Vinh. Bức ảnh nữa là bức ảnh cuối cùng đấy là bức ảnh có số rất đẹp, 0888. Bức ảnh đấy là bức ảnh tên là Phật Tử Cầu Nguyện, mình chụp ở chùa Guột, chùa Diên Quang, tỉnh Bắc Ninh. Đấy là một trong những bức ảnh mà mình khó khăn nhất để mà được lựa chọn vào một cái danh sách một trong 70 bức ảnh đẹp nhất trong năm 2018 của cộng đồng nhiếp ảnh National Geographic. 70 bức ảnh mà được chọn từ hơn 1 triệu 2 bức ảnh. Đấy, và đấy là bức ảnh Việt Nam duy nhất được tôn vinh trong ngày năm đấy. Cái bức ảnh này sau này nó được đăng trong niên giảm của National Geographic năm 2020.
Để có được những dự án ảnh mang tầm quốc tế, Trần Tuấn Việt không thể nhớ hết những chuyến xuyên Việt từ địa đầu Hà Giang đến đất mũi Cà Mau. Để nâng niu trọn vẹn cảm xúc và thu vào ống kính những khoảnh khắc tốt nhất cùng với câu chuyện riêng có. Và quan trọng nhất là anh đã tác nghiệp với trách nhiệm cao nhất của một nhiếp ảnh gia với sứ mệnh mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Việt là một người chắt chiu trong từng khoảnh khắc. Việt đã bám sát được hơi thở của sự kiện và Việt đã có được những cái khoảnh khắc vàng ở trong những bức ảnh. Nghệ sĩ là một trong những con người đã đi rất nhiều và khám phá rất nhiều đến với các cái vùng quê của đất nước Việt Nam. Và Tuấn Việt cũng đã vẽ ra được cái vẻ đẹp trong lao động của con người Việt và cái vẻ đẹp của thiên nhiên. Con mắt quan sát tinh tế, sự chỉnh chu trong khuôn hình, căn thời khắc bấm máy chính xác của Việt đã truyền tải đầy đủ câu chuyện đằng sau nó. Ảnh của Việt dường như bấm máy là hoàn thành tác phẩm mà ít khi dùng đến thủ thuật hậu kỳ. Vâng, những cái bức ảnh mà anh Việt vừa mới chia sẻ thì Thanh Long nghĩ là đã có rất là nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh của Việt Nam chụp đến rồi đúng không anh? Cũng với cái chủ đề hay là với cái nội dung như anh vừa kể, nhưng mà cái sự khác biệt trong mỗi cái bức ảnh của anh là gì? Để mà bức ảnh được lên cái tạp chí ấy, ở nước ngoài ấy, họ hỏi rất là kỹ về quy trình chụp bức ảnh đấy, về những cái câu chuyện đằng sau. Thì mình như là mình viết một bài luận ấy, mọi người thì chỉ chụp ảnh và lan tỏa những cái vẻ đẹp thị giác thôi, chứ còn những cái câu chuyện đằng sau và để làm sao để highlight, để nó nổi bật được cái giá trị của bức ảnh đấy thì mọi người lại bỏ quên đi. Thì cái bức ảnh đấy mình chia sẻ một cái caption rất là thú vị. Hương là một cái công cụ để kết nối thế giới tâm linh, và nghề làm hương đã có xuất hiện ở Việt Nam trong hàng ngàn năm. Mình chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi. Cái hoa đăng thì đêm hoa đăng thì nó là một cái nghi lễ trong Phật giáo. Mình chỉ kể câu chuyện là những Phật tử đang cầu nguyện trong đêm hoa đăng ngày vía Quan Thế Bồ Tát, cũng là một cái câu chuyện văn hóa mà ban biên tập của National Geographic rất là đánh giá rất là cao. Thanh Long được biết là nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt thì đang hợp tác cùng với National Geographic và Google ạ. Ngoài cái việc mà anh giới thiệu những hình ảnh của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thì cá nhân anh đón nhận được những gì từ những cái thương hiệu lớn như thế này? Khi mà được hợp tác với các cái hãng thông tấn lớn của thế giới, ví dụ như là National Geographic hoặc là Google Art and Culture, và mình cũng là một người được hợp tác với rất nhiều thương hiệu lớn của thế giới, những hãng máy ảnh, những hãng điện thoại, những hãng xe hoặc là những cái đồ công nghệ, thì mình đều học được rất là nhiều từ họ. Một cái phong cách làm việc rất là chuyên nghiệp, cực kỳ chuyên nghiệp. Mình nhớ là mình làm việc với Google Art and Culture là đâu khoảng 3 tháng để mà cho ra một bộ ảnh mà không giống ở đâu cả. Và những cái mỗi cái caption, mỗi cái dòng chú thích mình viết trong bức ảnh đều là phải là chưa từng xuất hiện trên mạng internet. Họ yêu cầu rất là cao như thế. Tức là cả một cái cụm, một cái dự án đấy rất nhiều cái nội dung trong đó, nhưng mà mỗi cụm từ ở trong đó đều không chưa bao giờ xuất hiện trên internet cả. Họ kiểm tra kỹ, rất là kỹ. Ví dụ họ có copy một cái dòng đoạn đó, họ tìm trên Google chẳng hạn, nếu đã có rồi họ bắt mình sửa. Đấy là một cái phong cách làm việc mà mình nghĩ là không ở đâu có cả. Thì chỉ có những cái hãng mà lớn của thế giới họ mới yêu cầu như thế. Thì mình hợp tác thậm chí với National Geographic, mình đã có những cái ảnh mình phải sửa chú thích đến 6 lần thì họ mới chấp nhận, chứ không phải là chỉ một bức ảnh đơn thuần. Bức ảnh cái nội dung cái ghi chú ấy, nó vừa phải là xúc tích, vừa phải hay, nhưng mà nó phải vừa đúng thông tin nữa. Vâng. Có thể nói là đó cũng là một cái sân chơi rất là lớn và chúng ta cũng học hỏi rất là nhiều điều thú vị đúng không ạ? Anh đã từng có một triển lãm năm 2021 Mai Việt Nam. Vậy thì cái dự án tiếp theo của anh là gì? Anh có thể chia sẻ được không? Mình đang có rất là nhiều cái dự án, ví dụ như là dự án chụp ảnh về hang động Việt Nam, rồi dự án về triển lãm về và đóng góp những bức ảnh dành cho Bộ Ngoại giao làm tặng phẩm chẳng hạn, làm tặng phẩm ngoại giao. Thì đấy là hai cái dự án gần nhất mình đang theo đuổi.
Và Thanh Long tin chắc là với cái tình yêu, niềm đam mê và cái sự bền bỉ của mình thì anh Việt sẽ còn giới thiệu được nhiều hình ảnh của Việt Nam đến với bạn bè thế giới và tiếp tục lan tỏa những cái tình yêu thương trong cuộc sống này ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn Thanh Long, cảm ơn chương trình. Và cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.